Xin chào tất cả mọi người đến video tiếp theo của Duy Còi. Thì như đã hứa ở nhà thì hôm nay Duy sẽ đến để mà Duy quay cái căn nhà trọ của chị Thủy. Mà bữa giờ những cô chú những anh chị mà giúp đỡ cho chị Thủy á, chị Thủy đã mướn nhà trọ cả nhà. Có nhiều bạn thì có nhắn tin gọi điện thoại cũng như bình luận hỏi sao bữa giờ Duy không có đi quay chị Thủy, hay là chị Thủy đi đâu rồi, cuộc sống của hai vợ chồng như thế nào. Thì cũng do là bữa giờ Duy đi công việc ở cả nhà nên là nay Duy mới ghé chị Thủy nè. Hồi nãy Duy có điện cho anh Xuân, thì anh Xuân đang ở ngoài cái miếu á, chỗ mà miếu mà vợ cũ mà của hai vợ chồng ngủ nè. Đó, thì hai vợ chồng anh Xuân dẫn em vô đây ở nhà căn phòng trọ nè, đẹp sáng sủa. Nói chung là căn này hai triệu thì nó cũng hợp lý rồi, giờ mà muốn nó thấp hơn nữa thì em nó bị ẩm ướt nhiều. Chào anh Xuân, chị Thủy nha. Vui quá cười. Anh Xuân qua đây ngồi vậy. Em gắn mic cho Thủy để nói hai chồng nói chuyện. Đó. Còn cái anh Xuân nói chuyện lớn lớn, cái nói chuyện vừa cũng được á, không sao là mic thu được à. Thì trước khi tiếp tục câu chuyện em quay sơ cái phòng cho cô chú xem nha. Quay đi chị. Hồi như em cái mới vui chứ. Nghe nha. Phòng có gác ở trên nè. Mùng màn chiếu gói. Ôi này. Trời, có nồi cơm điện luôn hả? Nồi cơm điện luôn á, có cô đưa luôn á. Bếp ga. Đầy đủ son nồi chén bát đầy đủ hết nha. Gạo. Ý là nữa nè, bên đây gạo hả? Gạo đó. Gạo sao chị không để bên đây nè, để bên đây cho nó ấy, để xe đạp rồi. Bên đó để xe. Bên đó để xe. Ăn không gạo để bên đây cũng được. Chút nó đem lên đây. Có nhà tắm rồi cả nhà, để quay cả nhà xem nè. Thấy được không? Mở đèn không? Thấy. Này cả nhà. Nhà tắm. Hết tắm ở ngoài mã nữa rồi. Hết tắm ngoài mã nằm còn tắm lại. Anh Xuân thì hết tắm ở trong chùa. Hết tắm trong chùa luôn rồi. Hết xách nước luôn. Hết xách nước luôn rồi. Em lên gác. Lên gác đi. Chảnh chưa dọn. Không sao, cái gì đâu. Đang để đồ trên thôi. Đã, cái này là đồ cũ ha. Đồ cũ bên kia. Ở nhà cũng rộng lắm luôn á. Ở đây thì không có nóng không? Nóng không Thủy? Buổi trưa nóng không? Chưa nóng, phải có quạt mới được. Hầm lắm. Tại em thấy ở đây nè, ở đây chắc là phòng ha, xi măng ta, xi măng. Gác giả. Đa số vào phòng là kiểu vậy hết đây nè. Cái này nào cũng im. Em. Trời. Lịch mới luôn. Có người ta cho luôn. Người ta cho luôn. Tối nay vô nhà mới có lịch mới luôn. Tủ cho luôn. Thôi từ từ kể cho em nha. Ok, giờ bây giờ nồi cơm điện là cô ở dưới Lập cho luôn nha. Cô kêu bằng cô ba bà ba. Dạ. Còn cái bếp ga cổ cũng cho luôn. Cho luôn. Bếp ga cũng bà ba cho luôn. Để luôn. Nồi cũng hả? Cho luôn. Hai chồng ăn cơm gì đây? Gà cánh gà. Cánh gà kho gừng nhé. Thơm quá cả nhà. Chắc ngồi phải làm chén cơm quá. Đây có gỏi cuốn nè. Gỏi cuốn nữa. Một viên một tương. Quạt. À, bên kia là chắc nước yến với cô chú cho này kia. Toàn đồ cho không à. Toàn đồ cho không à. Sáng sủa. Thoải mái. Rồi thì cả nhà bây giờ mình sẽ ngồi trò chuyện với hai gái chồng. Cái quạt này là cái số nào là số nhỏ? Số 1. Số nhỏ nhỏ nha. Mặt số 1 nó nhỏ cho nên nó không ồn. Số 1. Đây, quạt rồi. Quạt cho hai chị. Đây cả nhà thì hôm nay là Duy ghé lại chị Thủy để mà quay cho cả nhà xem coi tình hình của cuộc sống của hai vợ chồng. Tại vì đợt trước là Duy quay clip cuối cùng chị Thủy ở nghĩa địa rồi, xong bữa đó là sáng hôm sau là dọn đi luôn hả? Sáng sau 7 giờ mấy là dọn đi luôn đó. Cho bà chủ này thức là dọn luôn vậy hả? Bữa đó là có mấy khi đăng clip lên là có mấy cô chú nói là sáng buổi sau để mà mang đồ tới á. Rồi mà em cũng không nghĩ là hai anh chị là dọn sớm. Đi cũng đi. Có thể là dọn trễ nhưng mà hai vợ chồng dọn sớm luôn. Hay sớm đi luôn. Đi sớm. Anh mà không có dọn nậu trong ngày cái ngày đó là đi nó là mắt trắng luôn. Nếu mà ngủ lại đêm thì mắt trắng luôn. Năm người. Năm thằng là có em không? Nó vô đưa có đàn bà nữa. Một người đàn bà. Đừng nè, nó vô nó dắt năm thằng rồi.
Vô tính lấy đồ. Lấy đồ, lấy chơi đồ luôn á. Đó, đột kích vô lấy đó mà con mắt anh giật giật hoài là tao nói thôi em ơi dọn tóc hành đi. Dọn tóc hành luôn, cái đêm đó dọn hành sáng dọn liền luôn. Cuối cùng là từ từ để cái câu chuyện đó là sau khi mà em đăng lên là tối đêm đó luôn hay tối sao? Đêm đó luôn tối đêm đó luôn là, nó vô nó đột kích vô là ba mà một người đàn bà cầm cái bao nữa mà tính vô lấy mấy cái nồi cung điện đó. Này kia bỏ vô á. Rồi thì thấy từ từ để cho anh Xuân kể là sao anh Xuân kể đi. Cái đêm đó phải không là Duy á kêu tính ở ở lại mà anh á anh thấy mắt anh giật quá à. Tao nói không được em ơi em đi là họ kẹt là bà chủ đi rồi quay ngang cái mới nói vợ anh nó quay về nó nói có phòng anh thôi. Tao nói rồi dọn lấy ra đi đi anh nói em coi là 5 giờ chiều anh mới là chưa hết đồ nó còn hai cái ghế cái thằng gì nhỏ nó cho đồ nè gì em anh Khải lại cho đồ hoài nó nói tới 6 giờ mấy anh sợ nó đột kích vô con mắt anh giật hoài à đó rồi ngàn cái cỡ 6 giờ mấy rồi ngàn anh mới nói nhỏ nó ăn cầu thôi nói Khải ơi bây giờ cũng đã khuya rồi anh với chị đi dọn mấy cái ghế nữa và còn về phòng quay ngang tự nó mới bước đi anh không lên tiếng là nó không đi luôn á nó chuyện hoài luôn nó cho quần áo không à nó cho quần áo bờ bẩn không à mà anh ngồi nó chuyện hoài à không có cho lên thứ anh đuổi nó đi thì kỳ quá ta cho quần áo mình cho từ thiện mà kiểu như là nghe từ thiện cho quần áo á kiểu như là thứ nhất là anh lúc đó là hai chồng cũng có cầm tiền rồi nhất là cũng sợ nữa giống như là những ngày đầu tiên là anh có kể em nghe là anh cũng sợ nên là anh đã đi mướn đặt cọc nhà trọ trước rồi sáng là khi em cho tiền xong là cái anh đó là anh đến anh cho đồ đúng không cho đồ mảnh ngộ nó hoài cái tới 5 giờ mấy nó hoài anh ơi để em chở bệnh nó suối qua đi còn hai cái ghế còn cái niệm nữa còn cái niệm nè nó xe đạp chở về nó chở lây ra kia với chị chở lây ra lây ra rồi đó cả nhà không ý là anh Xuân với Thủy nói vậy không phải là nói xấu cái anh Khải gì đó nhưng mà kiểu như là hai vợ chồng gấp đi mướn nhà nhưng mà kiểu như anh Khải thì ngồi muốn ngồi lại muốn trò chuyện mà hai vợ chồng thì cả nhà cũng biết rồi đó dọn trễ cũng không được không có dám dọn trễ mà bây giờ mà nếu mà mình nói đuổi khéo thì cũng không được nói chung là hai vợ chồng thì cũng không biết dùng từ ngữ sao mà để gọi là đuổi khéo á nha nói chung ở dưới quê người ta gọi là đuổi khéo không em biết đuổi sao nữa nhưng mà sợ buồn sợ Khải buồn tại vì thứ nhất là anh này là đến là để tốt cho quần áo cho đồ quần áo nhưng mà thứ nhất là thứ hai nữa là anh cũng muốn ngồi nói chuyện tại vì cũng biết là qua bữa sau là anh chị dọn đồ đi mà ngồi nói chuyện tới 6-7 giờ mới chịu đi đó cả nhà thì lúc đó là sau lúc đó là anh Khải xong anh Khải anh về rồi lúc đó là anh mới lên tiếng trời mưa đó nó mới trời mưa đó trời đang mưa tao nói Khải ơi trời chỉ mưa quá rồi Khải ơi đúng không đi mới trời mưa em nghĩ trời mưa rồi. Đó là trời chỉ mưa dữ dằn luôn là nó nói Khải ơi trời chỉ mưa rồi nói là anh Xuân ơi rồi trời mưa em về trời mà không mưa thằng Khải từ 7 giờ nó mới về ngồi điện lâu lắm kiểu như ngồi họp nói chuyện vui mà nói chuyện hoài vậy đó chỉ còn có một cái niệm với hai cái ghế nữa thôi cuối cùng lấy xe đạp mới chở cái niệm về hai cái ghế bố với cái này là hai cộng liên chiến nữa vậy đấy 8 giờ mới xong á 8 giờ mới xong á giờ mới phá cửa ngoài rồi ngang cái mắt anh giật hoài à tao nói không được em ơi dọn đi hồ đi rồi em để đây anh thấy kỳ lắm rồi đó đó rồi ngang cái mình mới dọn về đây hết trơn luôn Khải nó mới đi về qua cũng Khải nó cũng điện cho anh nói anh Xuân ơi anh ở đâu ạ tôi nói anh đi làm đang đi làm mà nó điện tôi nói mua muốn cái gì á chắc chưa đi lợn ngay chỗ đó gặp anh rồi bữa nay nó không điện nữa rồi cái cho quần áo tiếp tục cái câu chuyện mà đêm đó 5 người tới là sao rồi tiếp tục cái đêm đó đi cái đêm đó phải không 5 người một giờ nó cỡ 1 giờ mấy gần 2 giờ là 5 người thanh niên với chó sủa nữa với một người đàn bà vô là tính là đột kích lẹ đó mà anh thấy mắt anh giật hoài à anh thấy không ổn rồi là anh kêu vợ anh nó dọn dẹp cho là đi không có được đâu đêm nay là không có được đâu là cái đêm trước là nó vô có 2 người à là anh kêu muốn gì ra đây nói chuyện với tôi không dám ra là anh thủ đồ hết trơn à anh nói ngang đây có mặt đèn dưới đất đây đây ha anh nói mà nói ra thì anh không chết nó sẽ chết tại vì anh thủ 2 con dao trong mình anh hết trơn một cái dao phóng vàng là một cái dao vừa anh chặt củi anh thường thường mày thấy cái đó dây nó anh nóng quá tao nói nè muốn gì ra đây nói chuyện với tôi mà nó không ra cái đây có vợ đây của anh đây anh không bao giờ biết nó dốc nó xạo gì tôi biết là đột kích nó phải vô lấy một cái gì mà anh biết lấy gì cho nó muốn gì thì ra đây nói đi
mà nó sột sạt cái trống hoài, nó không chịu ra. Không chịu ra tại vì anh vô là lỡ nó có mình anh mà với con vợ anh thì mang bầu, sao anh đỡ cái trở tay kịp. Anh ôm lòng anh chịu, anh đứng đó có hai giờ mấy, bứng gần 3 giờ sáng nó không ra, anh thức trắng đêm đêm nó luôn. Ngày sáng cùng nó mới đi, chắc sáng tới nó 4 giờ mấy 5 giờ nó mới đi. Một người đàn bà nữa, người đàn bà mấy hai đó là chơi chắc xì kè quá, chắc xì kè là nó sột sạt hoài à. Mà ý là nó sột sạt đó, ý là anh kêu kích anh, nó kêu anh vô đó. Anh đau anh đấu ngủ, anh ngu đó, đột kích anh nổ trong đêm, ai cứu anh? Thà anh đứng đó, tao nó ngủ gì ra đây, nó chỉ cái tàu, nó không dám ra. Là anh là thủ một cái dao con vàng với cái dao dừa đen bự á, anh che củi á, tao nói muốn gì thì ra đây. Thật cái ngày đó là hai người là trước cái ngày em đến đúng không? Ừ. Lúc em đến em trao tiền á, là tối đó luôn á. Có đó. Là tối là sáng, là nói em là sáng dọn đó. Là tối đó là năm người hay là hai người? Là hai người. Có người đàn bà nữa. Có người đàn bà nữa. Người đàn bà cầm cái bao. Là cái đêm sau là năm người với mẹ đàn bà nữa. Cái đêm sau là tối cái ngày em cho tiền hay là qua ngày sau nữa? Không, cái đêm đó là em cho tiền là sáng chị nói là chị đặt cọc rồi là sáng chị dọn đó, là đêm đó luôn đó. Cái đêm em đi về là lên nhà chú Cường á, là đêm đó đó. Là đêm đó là hai người đàn ông. Hai người trong bụi nãy anh nói, lại thêm ba người nữa hả? Ba người đó là người ta đứng ở đâu cũng đứng trong đó. Đứng trong bụi không à. Bụi không à. Nó sột chai sột sạc đó mà nó khiêu khích kêu mình vô. Mình vô là nó giết mình sao? Đúng anh đã có tuổi rồi, anh đâu ngu. Tao nói giờ muốn gì á thì ra đây nói chuyện, không ra mà năm người không ra núp luôn, không ra thà núp trong đó đó. Mà anh nhờ cái thằng Khải nó cho được cái đèn, cái đèn nhờ hơn cái đèn mà đợt đó đèn xanh xanh, xanh đó, đèn xanh nhỏ hết pin, hết pin đâu mà tình cờ Khải lại nó cho cái đèn, anh dội dữ dằn luôn, không vô ra thà nó núp. Nếu mà không có cái đèn đó không biết sao dội. Giờ cũng may mắn á, chứ là anh chị may mắn là gặp được anh Khải cho cái đèn á. Cho cái đèn nhờ có đèn, nhờ anh Khải cái nữa. Rồi đứng xung quanh dõi hoài, dõi tới 4 giờ sáng luôn. 2 giờ mấy, 3 giờ sáng luôn, nó không ra là không ra, nó nói nè muốn gì ra đây nói chuyện. Không ra là không ra. Mà cái bữa đó là đồ đạc là dọn đi hết chưa? Đồ đạc là chưa dọn, sáng mới dọn. Đi thin, chưa có dọn luôn. Chưa có dọn được. Đó, là anh mới kêu vợ anh ngủ đi, anh canh cho. Anh coi, để cho ngủ. Ủa sao nãy nói anh Khải vô bữa đó là dọn đi hết còn bữa đồ. Sau. Cái bữa sau đó còn là còn được cái không, cái bữa đó là trao tiền là tối đó, bữa tối đó. Là nè, sao từ từ cái nhà khi lộn á. Đây là cái ngày mà em gặp anh ở ngoài nghĩa địa. Là trao tiền cho chị đó. Là em đến em trao tiền. Cho tiền. Rồi tối đó bị đó. Là đêm đó là chưa dọn đồ đi. Chưa dọn, tại chị nói là sáng chị mới dọn đó. Nhớ không? Đêm đó là em đưa tiền luôn đó. Đêm đó là đột kích vô đó. Đột kích vô đó. 5 người. 5 người đó. Sáng chị mới dọn. Sáng là dọn luôn đó. Còn anh Khải là qua ngày sau nữa. Không, anh Khải đó là dắt tới chiều vô. Chiều tối á. 6 giờ vô, 5 giờ đâu hình như 5 giờ. Rồi đúng không? Em về rồi 5 giờ nó vô. Em về á. Cho quần áo quá trời, quần áo tùm lum, quần áo màu. Anh Xu nói là lúc đó đêm đó là dọn niệm đi luôn là sao? Là nó vô là đợt sau này là 2 lần là dọn rồi. 2 lần lận. Có như là dọn hết trơn này, còn cái niệm hai cái ghế mà tính dọn cái nó vô cái chậu quần áo nữa. Em hiểu rồi. Vô hai lần. Vô hai lần. Có nghĩa là cái ngày hôm đó là khi vô lần rồi. Xong, khi em về xong là anh chị là dọn mấy cái đồ nhỏ đi trước. Rồi là còn niệm với mấy kia là để tối là ngủ lại đêm nữa. Không ngủ. Không ngủ luôn. Cái đêm là em trao tiền là đêm đó chị ngủ lại. Ngủ lại. Rồi sáng chị mới trao, mà cái đêm đó nó cũng lại, mà ngày sau chị dọn nó cũng lại nữa, có như lại hai lần. Nó lại hai lần không? Nó lại là hai người. Hai người là đó là nó không có dám gì trơn á. Đêm sau có 5 người. Đêm sau 5 người. Là đêm ngày sau nghĩa là qua ngày sau nữa. Qua ngày sau nữa. Là vô 5 người đó. Mà 5 người á. 5 người á là anh là vừa dọn đi. Vừa dọn đi luôn. Nếu mà còn cái niệm hai gối mà. Hai gối là vô đột kích là anh với chị là anh chị là đỡ tay không kịp luôn. Mà nghĩa là đêm sau nữa là anh Khải mới ghé lại cho đồ. Là con Khải lại hai lần. Rồi hiểu rồi. Cái lần này em trao tiền lần đó, rồi ngày sau chị dọn nữa, dọn hết trơn rồi. Cái ngày đó chị còn dắt 6 giờ chưa, còn cái niệm hai ghế chưa dọn là nó vô nữa. Là nó vô hai lần, mà cho quần áo nhiều lắm, quần áo niệm kia. Nói chung mà cũng mừng. Tại vì khi đồ đạc khi vụ hôm nay anh Khải mang đến cho chị, xong cái tối về có cô chú điện thoại nữa cho tiền hay cho đồ nữa là không biết sao anh Khải mới dám, chứ ông Khải ông đâu dám ở vô đêm một đêm hôm đó. Đúng rồi. Ở nhà phải như là phải chia hai ngày để Di nói hai ngày Di nói cho cả nhà hiểu, để khi cả nhà không hiểu cả nhà nói trời hai vợ chồng nói xấu ông Khải, không phải là nói xấu. Kiểu là nghĩa là anh Khải là đến cho đồ đạc rồi cho đồ. Nói chuyện rồi anh Khải về, xong rồi đêm đó là có xuất hiện hai người đó, xong qua bữa sau anh Khải đến cho đồ tiếp.
Đó, rồi sẵn ngồi chơi đây, dọn đồ gần xong hết thì cũng sắp cũng chia tay cả nhà. Còn cái niệm với hai cái gối, hai cái ghế là mới đầu dọn đi. Tính dọn đi làm thải nó vô nữa. Rồi cho đồ đạt tiếp. Đó, rồi xong rồi đêm đó là dọn đi hết luôn đúng không? Thấy cho chạy mưa nữa. Cái đêm đó là Khải mới chịu về. Cái đêm anh Khải mưa, Khải về, anh Khải về xong rồi tối đêm đó là năm người vô. Lúc đó là anh chị đâu còn đó đâu. Tại mình là không còn đó nữa, là nó vô 5 người á. Bây giờ dán que đâu có ai cho vô giống đâu giờ. Hồi nãy em lại là thấy anh Xuân ngồi đó. Anh Xuân điện em, Hương kêu em qua gặp đó đi, em đợi đó. Mà nãy anh Xuân ngồi đó là anh Xuân làm gì, đợi em hay là đốt nhang? Đốt nhang rồi đó. Đốt nhang nằm đem nhang bảnh đốt. Mối nhang này hả? Đem nhang bảnh đốt á. Bây giờ đi chứ. Ủa, cũng bây giờ dọn đây rồi chẳng có bảnh đốt nhang hả? Anh hứa mà. Anh hứa với ông Tây Tạng, con hứa với ông á. Mấy ông giúp con đàng hoàng tử tế cho đi, con hứa với mấy ông con qua đốt ngày ba lần tử cho chồng, sáng trưa chiều ngày nọc nó không lại đốt ngày đều đốt ngày ba lần. Sáng qua chiều qua là chưa qua nữa rồi đó. Em cũng nghe đó, là con nhỏ nó con quanh nó nói là mà nhà hoàng đó đó nó có đốt gì đâu, tao nói nào mà giỏi vô mà ngủ đi, nó mà đốt đi nhà bà cái bà mà làm mã đó bà, con em nói coi mã bà nói nhà hoàng của bà mà bà không đốt gì chân. Nhà hoàng nào của bà? Bà sợ thấy mồ đi rồi bà đâu cũng vô đâu. Bà sợ ma nữa. Mấy cô làm mộ hay dọn cỏ đâu. Ý đâu mấy của bả là sao, là nghĩ vậy nè, nghĩa là cái khu vực của mấy cô dọn dẹp mình nói đó thì bả đâm ra mới nói nghĩa trang Bình Trung Hòa cả nhà, thì sẽ có những cái cô chú mà làm bên dọn mã này kia thì sẽ chia khu, ví dụ một người vậy là chia ra mấy chục cái con mã gì đó cụ dọn, là như bị Tết đến á. Đúng rồi, thường Tết thì mấy cô mới dọn thôi, thì chứ bình thường không dám vô đâu, không dám vô đâu. Buổi sáng còn không vô nữa, ông sáng đi đập sắt không thấy vô, đâu có ai vô ngồi đâu. Nếu mà bây giờ do là cái đường nó mở ra nên là mấy cô chú mới thấy, là đứng ngoài đường là thấy cái nhà hoàng á. Đúng rồi. Chứ mà ngày xưa nghe, cách đây một năm về trước là chưa có mở ngoài cái đường đó. Là bịch bù xương khói luôn. Mà xì ke cũng dữ nữa. Trong kia dữ lắm. Xì ke dữ lắm. Tại ngày trong đó mà. Trong đó bụi rậm không mà. Giờ dọn ra thì mình cái đường mình vô nó còn ngắn lại. Coi như sáng chiều tối mấy nay qua đốt nhang không à. Mà anh Xuân đi chị không vô, tại vì hôm nay có phòng chị không qua bảnh nữa. Thôi bà ở đây đi, đi đâu nữa. Ở đây nấu cơm, nước ăn, nghỉ ngơi rồi. Ông đi làm. Rồi bây giờ cũng khổ quá nha. Tại vì ở nhà biết sao, bữa mình đưa tiền cho anh Xuân á, tại vì á là cái bữa đó em nói chị em xong em đi công việc nữa. Nếu mà Di giữ lại á thì không kịp đóng tiền nhà trọ cho anh Xuân với chị Thủy. Mà nếu mà đưa cho anh chị, bây giờ em đưa chị xong kêu sáng bữa nay xong rồi buổi sau là đi liền. Đi liền luôn đó. Mình cũng sợ cái nhà. Mấy 7 giờ sáng mà dọn nhà là biết em biết cỡ nào không? Là khi mà mình không có tiền không ai dòm ngó tới. Đúng rồi. Khi mà có tiền cái là tụi nó dòm ngó. Đúng rồi. Bởi vậy cái ngày đầu tiên mà Di nói anh Xuân mua xe đạp mới. Hai anh em bạn kỹ lắm, mua xe đạp mới vẫn mua được, nhưng mà thôi mua cũ đi. Mua cũ đi có gì á, nó có mắc không sao. Đó, ví dụ xu rủi đi. Nó mất. Ví dụ sao chứ mua xe mới cái này chạy nó dòm ngó. Kỳ lắm cả nhà. Mà trong cái khu đó thì mình không phải mình nói xấu người ta, nhưng mà kiểu như là khu địa mà xì ke nhiều quá, bên trong đó nhiều quá. Còn trong cho con xì ke. Vẫn còn ít vô lắm, nó vô bằng đêm. Nó vô bằng đêm thôi. Chứ bằng ngày nó vô đó công an. Giờ đi ngang em thấy nó có ai ngồi đâu, không ai ngồi nữa. Giờ vẫn quen rồi. Ngày qua anh đi đập sách, có một thằng niên với cầm được ngâm lợi nó đi bán tao cái cha cái ruột ngọt cái trắng đây. Tôi ngọt trong bây giờ tôi cứ chơi đâu ngọt đi giao khác cho con búa vậy. Thôi anh nói tôi có mấy bọc xi măng nè. Tuy nhiên hỏi ông này có bán hàng không, mua hàng. Cái ông này nó đâu có bán đâu, chỉ ngay Nguyễn Phan Phường cái bỏ đi luôn. Chị nghe đó luôn, hỏi ra đâu chị coi, cái ông này nó kìa con mang kìa, ở đằng kia kìa mua đi, cái đi luôn. Chỉ bây giờ nếu mà trong khu đó mà đi sàn á, chạy sàn á, là người ta cứ nghĩ là buôn bán này kia. Đúng rồi. Tại vì giờ ai đâu mà dám vô trong đó nữa. Không ai đâu dám. Nhất là trong đó giờ chuẩn bị giải tỏa nè. Bữa em chạy trong mấy thằng chị kia, tụi em hình sự nó chạy nó tuôn. Tại mà bữa chị hỏi anh Xuân là không có, anh Xuân nó không thấy công an. Chị hỏi công an Di nói là có công an mà công an nó không có mặc đồ xanh. Vậy mà ông này ông nói là mặc đồ thường, bên đây là mặc đồ thường. Công an hình sự. Thì đó. Mặc đồ thường, tại vì anh Xuân nhớ cái trong đó còn một cái ông trồng lúa, trồng mà ông sống trồng chỗ cái cây bàn em nhớ. Không phải trồng lúa, nhổ cỏ á. Ông trồng lúa. Trồng lúa hả? Ông có nhà nhưng mà chắc ông bị bệnh hay sao á. Ông bị bệnh ông vô đó, ông sống. Rồi cái cô kia của chị em rồi đó, có ông đó, ông vô đó ông sống mà ông trồng lúa nữa.
ông trồng phỉnh vậy nè, ông trồng lúa là ông lấy lúa ông nấu ông ăn á. Trời ơi, trồng lúa đâu, trồng cỏ mà đâu có lúa đâu. Ông trồng lúa, ông mua lúa, ông về ông trồng ông phỉnh đất vậy nè, ông trồng lúa đặng ông lên lúa là ông nấu ăn, tại ông bị bệnh mà. Ví dụ gì có tiền ra mua hộp cơm, mới mua lúa trồng chi. Thì em mới lại, em ông mới muốn nói em nghe không mà. Em mới cầm điện thoại lên em quay nói cho chú ít tiền. Thì vừa cầm điện thoại lên công an nó lại. Vậy hả? Công an nói cho quay vô. Không, công an nói khu này chuẩn bị giải tỏa rồi anh đừng quay, nói cho tiền cho thôi chứ đừng quay. Cái gì mày sợ tụi này kia nó trộm cắp á. Quay nguy hiểm lắm, nó thấy điện thoại này kia nó giật. Giật đó. Em chạy vòng vòng thì con chú này công an mặc đồ xin không à. Chứ nào mặc đồ kia. Giờ công an mặc đồ bình thường với mình không à. Chạy cũng nó cũng chạy lạng lạng giống như em vậy đó. Bởi vì bữa em chạy lạng lạng với kia trong kia trong bụi lùm nó tu to vừa nó chạy. Ê, nó tưởng là dân hành sự á. Chị hỏi gì nói là thấy công an cái xuống nó đâu có thấy ai đâu, thấy gì à. Có công an nữa, nó bà nó mặc đồ bình thường. Mặc đồ nó như vậy nè, tay giao thông. Cái hiệu nó nằm trong đây nè. Hiệu trong áo nằm trong đây nè. Em gặp anh Xuân là ở ngoài hồ cá. Đúng rồi, hồ cá đó. Hồ cá còn công an là đi trong mỹ trong kia. Đi trong á. Rồi, khủng khiếp rồi trời. Bởi vì em sợ. Em giữ tiền thì không được. Giữ tiền thì anh chị đóng tiền nhà không kịp. Thì em đi tới nay mới lại cả nhà cũng 4 ngày 31 tới giờ 4 ngày. 4 ngày rồi thì lại đóng tiền không kịp. Mà đưa tiền thì mình cũng sợ cả nhà. Mà hên dọn kịp không sao có nó hên. Bây giờ mình có nói chị mình, lúc mà quay clip xong rồi mình nhắc chị Thủy, mình có nói chị Thủy là coi tranh thủ dọn sớm. Vậy thì sáng rồi đi đó. Ngày sáng đi luôn. Mà tối bị đó. Mà hên là lúc đó là cũng đỡ. Hên từ lúc 1 giờ mấy mà tới sáng là mừng quá, thằng mừng hai chồng mừng quá. Cái nó em lại coi bà chủ có dậy chưa? Bà nó dậy rồi, cái qua cái dọn từ qua. Rồi cuối cùng còn được cái này với cái ghế là lấy xe đạp. Để chiều tính đi cái anh Khải vô. Chiều anh Khải vô. Nói chuyện tiếp. Lâu lắm. Vô cho đồ chuyện tiếp. Nói chuyện tiếp nữa. Anh dọn xong hết, anh Khải về hết thì tối đêm đó là vô nữa đó là nó vô nữa. Có nghe ta nói, nghe ta cãi. Nghe ta nói luôn thì mà cầm âm sửa xe gần đó đâu nói nè, nó vô tới 5 người. Chó, ổng nuôi chó đó mà. Đúng rồi. Ổng nuôi chó đó. Em đi chú sửa xe. Sửa xe nói luôn nói là nó vô 5 người với đó là bà luôn. Chỗ ổng hai xà bông giặt đồ khăn gì mắc hết trơn vô ổng à. Khăn cái khăn của mình chưa lo mình á cũng mắc luôn sữa bông mà nó còn lấy nó cứ lấy sạch hết trơn luôn á. Ông qua ông hỏi mắc xong đập đổ trên đồ của ông chú sửa xe đạp của ông xe sửa xe á mắc xà bông rồi mắc bông cái đầu ông nó mắc lúng chân mấy trơn à mấy đừng nói chi đừng nói chi mấy cái đồ linh tinh này mắc hết trơn luôn. Rồi cũng hên nha, hên là sáng đi kịp. Anh chị qua đây là đóng tiền trước mấy tháng không hay là đóng tháng hậu ở tháng này đóng tháng đó ở là tháng đó đi tháng đó tại vì mình chưa có cái vốn gì gì. Yeah. Vậy anh Xuân có đi kiếm thử việc làm chưa? Có chưa kiếm được nữa, giờ đang đi lục sắt nữa. Vậy, em sợ tết em sợ tết khó khăn kiếm chắc qua tết mới kiếm được ha. Giờ này gần tết rồi, cận tết rồi đâu có nhận đâu. Không nhận rồi xin rồi, tao nói qua tết đây tao mướn giờ không mướn. Mấy người làm hồ có nói là qua Tết tao xin giùm cho, bây giờ tao không mướn nữa. À làm hồ là anh có điện hỏi rồi nhưng mà qua Tết mới được. Qua Tết khoảng chừng 10 15 luôn. Sao? Bây giờ mà cận Tết người ta không có nhận. Không nhận, bây giờ 22 rồi còn có 1 tháng nữa là không nhận đâu. Nữa để Tết rồi. Mày nghĩ đâu có được đâu. Mấy này cũng đập sắt này kia đâu. Ráng thì đây nửa về em liên hệ mấy cô chú mà cái con ở gần ở đây mà có ai cần việc làm anh cứ đi kiếm bình thường, và nếu mà em mà kiếm được trước anh á thì em sẽ báo anh trước. Báo anh trước chứ. Kiểu như chung bây giờ cứ hai anh em mình cứ tìm đi chứ giờ mà cũng không biết trước, giờ sợ tết sợ kiếm khó. Qua tết là tao nhận, giờ tao không nhận nữa. Rồi bây giờ chị Thủy gì đây ngủ im không? Im lắm, mấy ngày ngủ im lắm, đóng cửa ngủ tới sáng luôn. Còn lúc đó ở bển đâu ngủ được đâu, ngủ xíu cái mắt mở coi có ai vô, sợ có ai vô hoài. Cái anh xuống kêu thôi ngủ đi, nó nói anh ơi em sợ ai vô quá. Cái anh Xu nói đừng nói vậy, nói vậy không nên. Sợ người ta vô á. Cứ sợ tại vì cái đó không có cửa nữa, có cửa tránh nè. Đường này vô nhiều hẻm không. Ở đây thì cũng thoải mái cả nhà. Đóng cửa lại ngủ, người ta yên tĩnh lắm, không ai làm phiền mình nữa. Mấy cái tủ này là mấy cô chú mang lại cho luôn hả? Mang lại cho luôn, chở xe lại cho luôn. Nó nói thấy tội nghiệp quá, mua cái tủ. Ủa sao mấy cô chú biết hay vậy sao mà biết tới chỗ này luôn hay vậy? Biết luôn, có cô kia nói là cô nói là lên ta chỉ á. Nói giờ cô không có tiền cho, giờ cô có tủ, nói trời cô cho tủ mừng quá. Vô cái để quần áo vô vậy đó. Chứ mấy bữa không có tủ để quần áo tùm lum chân. Gói mòn lum chân. Tối thì chị ngủ đây luôn hả? Ngủ đây nè chạy. Ngủ sắp đây. Cái cầu thang lên là chạy ra. À cầu thang này dán qua được. Đó có móc đó. Móc lên chạy niệm ra ngủ. Ngày xưa em đi học em cũng ở phòng gọi giống vậy nè. Nhưng mà ở đây em thấy là nó sạch nè. Sạch. Okay. Gạch thì cũng sạch cả nhà. Ngày lau, hồi sáng giờ lau được 20 lần sạch lắm. Nhưng mà bây giờ mình chỉ có thêm tốn thêm tiền điện với lại tiền nước.
Ăn uống thì cũng đỡ hơn nữa, cùng mà nói chung là nó đỡ hơn bên kia, bên kia không? Nói chung là mình có cái chỗ mà mình nghỉ ngơi được á, là mình cảm giác mình thoải mái, mình an tâm hơn. Nhưng buồn ngủ lúc nào ngủ, còn bên bảnh ngủ chứ chưa, ví dụ chưa đang ngủ cũng được. Giờ anh Xuân đi, ngày xưa ở bên kia, lúc trước ở bên kia, nói ngày xưa nghe ghê quá. Ngày xưa quá có mấy bữa lúc trước ở bên kia cũng đi làm, cũng đi đập sắt mà tối về ngủ không được. Đúng rồi, ngủ canh đâu, canh cho thật chị không? Canh hoài à. Canh cho chị ngủ không à? Khó, con nhà còn giờ. Có bữa hả xỉu luôn đó. Về đây cái sáu bây giờ cái ta tại chồng đóng cửa ngủ luôn. Tối ngủ nó thoải mái hơn. Thoải mái, đóng cửa lại rồi thôi. Ngủ thoải mái hơn, xong sáng buổi sau mình đi kiếm làm là cũng tiện, cũng thoải mái. Sáng dậy tỉnh. Mấy nay mấy người thì nói mắt anh Xuân bình thường lấy rồi. Chứ trước mấy tháng trời bị lờ đờ đục luôn, nó lờ đờ ngủ không được, nó lờ đờ ngủ không được đó. Rồi quan ngang nó lờ đờ đang ngủ có ai sạch sẽ cái ngồi dậy liền, khó chịu lúc bước chân mình lắm. Ông này cũng hay lắm, đang ngủ ai bước vô lộn dậy liền hay. Ông kêu quen rồi, với lại với sợ hãi nữa, sợ nữa chị. Ai đó không sợ, mình ở đó mình cũng sợ nữa. Sợ chứ, không sợ. Cái nói thấy anh đang đứng nhìn, hỏi anh gì anh. Anh mới nghe tiếng chân đi vô mà không thấy người, thôi em ngủ đi anh canh ngày nào hết trơn. Sợ nha, sợ lắm. Mừng chứ, nghe còn qua đây thì không có sợ, đóng cửa lại ngủ luôn. Ở đây sợ gì, sợ cúp điện thôi chứ sợ gì. Không mà nhưng không có mắc điện. Cúp điện chơi đèn cày, cúp điện đèn cày chứ nực thôi. Nực cái hơi hầm, chiều chiều cũng hầm, nhưng mà nói chung nó cũng đỡ hơn kia nhiều lắm. Hầm thì mình có thể vòng vòng ra phía trước mà mở quạt cũng được. Buồn buồn đi dạo dạo ra phía trước. Thì có nhiều chú nói em cho tiền chị đi bán số, nhưng mà em nói không được, sắp sanh tới nơi, sắp đi sanh rồi bảy tháng còn mấy ngày, 7 tháng rồi. Có cái cô bên Mỹ, cô có hỏi em là chị có bữa chị đi khám là bác sĩ nói dự sanh là tới tháng tư hả? Ừ, bữa nay tháng 1 rồi. Tháng gì tháng tư vậy, nay 7 tháng mà, nay 7 tháng sáng tháng mấy, tháng tư tây ở trên á, tư tây á, 7 tháng, à tháng 4 xanh. Ừ. Bữa nay tháng 1 rồi. Tháng 1 rồi còn 3 tháng. 3 tháng nữa. Vậy là đây bụng này là mới 6 tháng nữa, hả? 7 tháng. Chưa được 7 tháng. Còn tuần nữa tháng 7 tháng. Chưa được 7 tháng. Thì coi giấy kỹ rồi đi. Trong siêu âm mới nói là tại chị tháng 4 xanh. 9 tháng 10 ngày chứ. Rồi giờ nếu mà đây 7 tháng tới tháng 4 là 3 tháng tới 10 tháng. Không, nó nói là tháng 4 mà giữa tháng 4 mới xanh. Nói là ông trong giữa tháng 4 được là xanh, có xanh đó. Thì nó chẩn đoán với bác sĩ á. Chứ không phải nó nguyên cuối tháng 4, như một là đầu tháng 4 hay là giữa tháng 4 xanh. Khoảng tháng 4 đi. Tháng 4. Cô kia em lại hỏi chị, thứ nhất là để em đi coi ấy, rồi cô để dành, cô bỏ ông heo. Cô bỏ heo tới đó mà nếu mà có nhiều cô gửi về cho, nhưng mà cô chưa hứa là nhiều hay ít. Thì cô nói tới đó thì tại cô bản cô cũng đi làm cũng cực. Đúng rồi, làm cực lắm đó nha. Còn công việc của anh Xuân thì giờ mình cũng đang suy nghĩ đập sắt, sáng đập sắt chưa, đập sắt gì đập sắt chắc đập sắt chưa thì đập sắt chắc mình chắc xíu nữa em xin em lấy số em để lên màn hình luôn ha. Để cho cô chú mà dù mà ai có việc mà đúng rồi, giờ tới Tết nè, vụ dọn nhà này kia rồi, mấy cô chú có việc điện cho anh thì làm kiếm thêm cũng được. Đúng rồi. Dọn nhà cũng được nữa, dọn tại tiếng 50-30 gì cũng được, không tiền được rồi. Tại vì nó giờ cũng đỡ hơn đập sắt á. Đúng rồi. Đập sắt. Bây giờ đồng hồ là không có rồi, chỉ có dọn dẹp thôi. Đồng hồ là không có đâu, chỉ qua có làm dọn dẹp thôi. Chứ nhà ai mà đang dọn dẹp đâu, giờ đâu ai làm nữa. Tết rồi không ai làm. Bây giờ nhà ai mà dọn dẹp nhà cửa đi, kêu ảnh qua làm cũng được. Nói chung là lâu chùi gì, lấy số gọi Xuân Di để màn hình. Thì cô chú nào mà có công việc thì nó phụ dọn nhà, dọn dẹp hay là cắt cây, cắt cỏ gì ở gần Sài Gòn á. Cho anh Xuân làm. Cho anh Xuân làm cũng được ở nhà. Cô chú cho nhiêu cô chú cho. Cũng đỡ hơn thì đập sắt, cho đập sắt nguyên ngày mà cũng có 20-30 ngàn. Sợ ngày mai ngày mốt nó không có sắt nữa. Sắt là phải người ta móc mộ rồi mới có sắt được. Mà đi vòng vòng vậy đó, xe đi vòng vòng có ngày có mã gì đó. Nha. Để cho anh Xuân để số điện thoại lên đi. Để cô chú ấy, cô chú gọi cho nó cũng đỡ hơn á. Nói chung ít nhiều thì cũng có đồng ra đồng vô nó cũng mới đỡ. Tết nhất tới nơi rồi nha. Tháng nữa Tết. Ví dụ ai đây mà chuẩn bị có bán bông rồi, kêu Xuân ra không thức bán bông cũng được. Bán bông á, bông mai, bông cúc được. Đó cũng được ha. Có bán Tết, bán bông Tết được đó. Chị đâu có về quê đâu. Không có về quê. Làm ra tiền là đừng có quậy phá là anh làm à. Cái nào bán ra tiền là anh làm mà đừng kêu quậy phá là không có làm đâu. Đúng rồi. Trước bán bông Tết rồi đó. Bông Tết nha.
cũng ấy. Bán bông kiếm, hoặc bán trái cây đồ đó. Bán trái cây bán hết. Bán hết nhưng có cần gì điện xuống rồi đó. Điện. Ừ, cô chú sắp tới mà có dọn nhà, dọn giường rồi đó. Kêu lại Xuân và Xuân phụ. Vậy cũng có đồng ra đồng vô cả nhà. Nói chung là bây giờ cũng khó khăn, Tết nhất là xin việc làm là cực rồi đó. Bây giờ cô chú biết chỗ này chắc cô chú đến cũng nhiều hả chị? Có người hay người, có chỉ có bà ba là cho ghế á. Bà ba là biết rồi, bà ba biết chỗ, bà ba hay ghé. Với cô kia cho tủ là hai người. Em cũng không có, em nãy em quay, em cũng không có dám quay địa chỉ tại thứ nhất cũng sợ. Người này người kia. Năm tỷ. Chung cũng cho số điện thoại được coi. Em để số điện thoại đi. Có số điện thoại thì để địa chỉ. Em cũng không dám. Nhiều người lại làm phiền này kia. Nói địa chỉ thì cứ trực tiếp điện thoại luôn đi. Có số điện thoại coi gì là điện trực tiếp. Cho số nhà mất công lại luôn luôn. Lúc trước thì ở bên kia thì không có điện, giờ đây có điện, có sạc điện thoại được rồi. Nên gì cho số điện thoại chắc chắn cả nhà. Dù ra ngoài đó thì anh Xuân hẹn ở đâu đó thì gặp đầu đường thì đó anh Xuân dẫn vô, tại vì ngoài đầu đường chỗ đây cũng xa. Nói chung là cũng xa, cô chú gọi anh Xuân ra rước. Vô xíu tới à? Dụ mà đứng ngay chỗ nhà hoàng cũng được, nhà miếu đó đi. Rồi anh Xuân lấy xe chở vô đây được. Anh Xuân đạp xe chừng 5 phút ra tới. Tới à. Cho số điện thoại để lên. Đi cho dễ. Chứ nhiều khi Di đi tới lui để nãy thời gian nữa. Nhiều khi Di đi làm công việc nữa, làm việc cũng Di. Em chạy qua cũng được, nhưng mà khi em sợ em đi xa, bữa giờ em đi Vũng Tàu công việc thì đâu có ghé chị được đâu. Đúng rồi, đi tới mấy ngày. Chú đi nội, bữa giờ sao không quay Thủy. Vậy hả, tại vì của chú hả? Thủy mướn nhà rồi, con đi đang công việc, về bữa giờ con về con ghé. Với lại cô chú muốn coi cái nhà trọ, để coi có thiếu thốn gì không, thì cô chú cho thêm. Ví dụ như giờ là bên đây là đủ hết rồi nha, như phần nấu ăn là đủ hết đúng không? Ga, bếp ga, nồi cơm điện, còn gì nữa không? Còn có muốn xin gì nữa không? Xin tính cái bếp ga, bếp ga bự để hao, cái này hao quá, bếp ga bự cái này hao, cái này nấu xíu hết 10 nghìn, bếp ga bự nấu tới 7-8 tháng bếp luôn. Bếp ga mà xài cái bình 5 ký đúng không? Đúng rồi, cái này nó hao quá, nấu chừng ngày hay ngày hết 10 ngàn rồi. Bình này đâu có nhiêu đâu, bình ga này đổi cái cũng 10 ngàn. 10 ngàn á, 10 ngàn, 11 ngàn, có chỗ 11 ngàn nữa. Chỗ 10 ngàn, 11. Tính xin ga bự để xài lâu một chút á. Cái này ga nó hao lắm, nấu xíu hết rồi. Đúng rồi nha, đúng rồi, em quên cái vụ mà có cái bình ga mà một bếp mà gọi mà bự nè, cái bình bự gì nè. Bình mà 5 ký á. Đúng rồi, 5 ký. 5 ký hay 7 ký gì á. Nấu cho nó lâu một chút vậy. Chứ không phải cái bình bự nha cả nhà. Bình bự kia là như tới 50 ký, 20 ký vậy. Có 21 ký à. 21 ký. Cái bình nhỏ á. Cái bình mà giống như bình lớn này ha. Bự cái này xíu nè. Cũng được nữa. Tại vì bình có một cái à, bự cái này xíu như 5 ký hay 10 ký ga gì đó. Cái đó xài cũng ok, cũng lâu hơn. Nói chung là nó cũng lâu hơn tại vì cái bình nhỏ này. Bình nhỏ này hao lắm. Tại vì cái này là người ta đông không có đủ. Có 10 ngày 1 ngàn mà ngày hay ngày hết trơn bình rồi. Ngày hết trơn là hay á. Có khi ngày nó ha. Nấu nồi canh chua cái là hết rồi. Nấu nồi canh chua là cái này mà hầm giò là xong, hầm xương á. Hầm xương á, giò là một chai ga là hết trơn á. Hết trơn luôn. Cũng mừng đấy nha. Sắp tới có chỗ ở này thì có chỗ ở mừng. Giờ là không sợ nắng, không sợ mưa. Không sợ mưa, không sợ xì kem tí luôn. Không sợ gì hết, giờ chỉ sợ là chưa có công việc mình làm thôi. Giờ chỉ chưa có công việc làm thôi. Nên là mong là khi mà Di để số điện thoại của anh Xuân lên thì cô chú ở gần cái khu vực đây nè cả nhà. Thì nhưng mà xa quá sợ anh Xuân chạy không nổi, tại vì đi xe đạp cả nhà. Nên là gần khu vực Bình Tân, Tân Phú, rồi vòng vòng ở Lê Quế hay là gần gần ở đây Lò được. Bình Long rồi kia, nói chung mà đi trong ngày về được á. Sáng đi chiều về. Đi xe đạp nhà chứ không phải đi xe máy nha. Xuân tại đang xe đạp. Xe máy thì cũng có một chị ở bên Mỹ cũng hứa sẽ tặng, nhưng mà để mai em chạy ra ngoài mấy cái cửa hàng xe em coi trước. Rồi em coi xong rồi em gửi cho chị đó để coi tình hình sao. Tại chị cũng kêu em đi coi xe, coi giá trước. Đó. Có xe máy cho hai anh chị nhưng mà chưa hứa nha. Em gửi tại vì em cũng không dám chắc, thì bên kia bên kia là mấy cô hứa cho. Chứ em mà có tiền em cũng mua cho chị một chiếc luôn. Em không có tiền chứ không, em mà có thêm chiếc xe nữa em cho chị chiếc xe màu đỏ cho em chạy khỏe rồi, để cho anh đi làm cái xe đi tới luôn. Xe máy, nhưng mà xe giống như xe của Di thì tầm cỡ 10 triệu đổ lại nha. Trên ta khoảng 8 triệu đó lên, là xe gì chứ xe mà xe gì đâu, quen pha đó mười mấy triệu á. Không, xe mua lâu rồi. Xe của em mà xe quen pha đó gì, xe quen pha đó. Mày xem rồi em mua xe cũ là cũng 10 triệu á.
Về xe cũ giờ nhiêu ta? Bây giờ thì mấy triệu á, bây giờ 10 triệu mấy triệu á? 10 triệu lên á. Ừ. Để coi tiền, nói chung là mình để em hỏi chị bên kia cái tiền kinh phí nữa. Giờ mà nhiều quá thì mình chơi chiếc 50 cũng được. Nhưng xe nào cũng được, miễn cái chân đi được rồi. Ừ, có xe máy được rồi, cho có xe máy đi được. Còn nếu mà không đủ thì để dành cái tiền lại, rồi nếu mà có cô chú nào cho thì bù vô. Mình ấy. Còn nếu mà chưa, nếu mà thật sự chưa cần xe máy thì mình dùng cái tiền đó để mình đóng trước nhà trọ cũng được. Ừ, đúng hoặc rồi. Là bỏ ống để sau này sanh nở. Sanh nở nữa. Ừ. Rồi nếu mà khi nào mà có công việc, anh Xuân mà có công việc làm ra tiền ổn định xíu nha thì mua cũng được. Nói chung là để mai em ra cửa hàng em xem thử rồi em gửi cho mấy chị bảnh. Nói chung là cũng mong là, tại chị cũng nói em là có nhà trọ ổn định đi rồi chị ráng chị hỗ trợ cho chiếc xe máy cho anh Xuân đi làm. Đi đạp xe đạp với tội nghiệp quá. Giờ đi đâu cũng đạp xe đạp. Đó cũng tội nghiệp đó nha. Giờ dù mà cô chú mà cần điện alo cái có xe máy chạy qua đi làm liền cũng khỏe ha Xuân. Khỏe á. Xe đạp nhiều khi á qua trễ nữa đi đạp sâu á. Dù là cô chú kêu qua nửa tiếng này. Ủa, đi anh Xuân có anh Xuân có bằng lái không? Không có bằng lái. Đang cục đâu có bằng lái luôn. Ta bị cục á. Không, ta giao thông là anh đi làm quen rồi. Quen rồi. Tại vì dù mà xe 50 á, xe cũng có loại xe quay mà quay 50, xe Trung Quốc thì sợ phá rồi, nhưng mà xe 50 mà của xe 50 mà của hãng á, của hãng Honda á thì nó cũng của hãng luôn, không phải xe Trung Quốc. Nhưng mà không có bằng lái thì vẫn chạy được. Được. Giống như lái. Xe của em là phải có bằng lái, khởi công an chỉnh thôi. Không sao hết trơn á. Mình đưa ngón tay của ổng ra là sao? Người ta đi cho đi giờ. Đúng không? Mấy giờ tay cục thì sao làm bằng lái được. Để coi cái nhà để mai Di cố gắng Di kiếm coi. Chung là xe Di kiếm cho anh chiếc quay nè, chiếc quay pha đi. Chiếc quay màu xanh cũng được, xe quanh màu xanh hoặc màu đỏ rồi đó. Ừ, quay pha. Rồi chiếc quay pha đừng lấy Trung Quốc rồi kìa. Xe nào cũng được. Trung Quốc nó sửa dữ lắm, không sửa. Quay qua quay lại sửa vô tiệm cái đó. Ví dụ nó vô tiệm mới 2 triệu không tiền sửa luôn. Cái xe của em là không có sửa nha. Xe em chỉ có bể bánh. Là cái kiếm xe em cũng được nữa. Chiếc xe em là xe Nhật mà. Xe Nhật. Xe em xe Nhật á. Trung Quốc á màu vương lắm. Quay qua quay lại là thay đồ này kia. Chiếc xe của Di hồi xưa là em mua xe cũ lại là 10.600.000. Nhưng mà em nghĩ giờ chắc nếu mà giờ ra tìm, nếu mà cỡ cỡ thì cũng tầm giá đó cũng có. Mà đừng mua xe Trung Quốc, Trung Quốc chạy nó màu sữa lắm. Xe Trung Quốc thì sợ hư thôi, hư giặt. Mà cái đó là nhiều lắm, nhiều tiền lắm. Đồ lặt giặt này kia tùm lum hết. Đi sửa mua cho 5 triệu, sửa 7 triệu trở lên luôn. Thôi xe máy mà 5 triệu chả không được đâu. Năm triệu chả không được đâu. Bèo lắm thì cũng khoảng tầm trung trung giống như xe em nè. Còn xe như xe em á thì chạy bền. Tám triệu lên á. Còn xe triệu ở nhà khoảng đó. Chứ xe mấy triệu 4-5 triệu chả không được đâu. Để mai hư chết luôn. Gì ra gì coi thử cả nhà. Nói chung là xe máy bây giờ mua xe mới thì sợ là không đủ tiền thật sự luôn. Xe mới thì thứ nhất là không đủ tiền nè, thứ hai nữa là mình cũng không dám đòi hỏi. Không dám đòi hỏi, sợ cô chú nói này kia phải không? Không dám đòi hỏi. Cho bao nhiêu thì nhắn bao nhiêu. Anh em trích ra để mua thôi cả nhà. Chứ bây giờ ai thì cũng muốn cái đồ mới, cũng muốn cái đồ tốt hết trơn. Nói chung là vậy, nhưng em cũng vậy, cũng muốn đồ mới, cũng muốn đồ tốt. Giống như anh chị cũng vậy, thì giờ xe thì chắc chắn mình cũng phải muốn xe tốt, muốn xe mới. Nhưng mà cũng phải tùy thuộc vào cái cuộc sống của mấy cô chú bạn gửi tiền về nữa. Nhưng mà nếu mà như xe là ok đó. Không, xe em không bị hư giặt nha. Được á. Như xe của Di á, ngon á. Xe Nhật là xe Nhật. Như vậy đây là ok à. Xe đó xe Nhật. Đó xe rồi cái quay xanh như Nhật cũng được, và cái quay đỏ gì cũng được nữa. Nói cho em làm nó dễ. Nhưng mà mấy xe em chạy dữ lắm nha, chạy ở Vũng Tàu phè phè luôn nha. Đúng rồi, tại Nhật mà. Em đi Trung Quốc thử coi em sửa banh luôn á. Không, xe Trung Quốc ngày xưa ông nội em có một chiếc rồi. Sửa dữ lắm. Trung Quốc mấy này đợt đầu á, bánh mấy ngon. Cái Trung Quốc bây giờ chạy được 2 tháng 3 tháng là dầu đây. Giờ nó bị kêu nó hư mặt đạn. Hư hoài à. Hư mặt đạn dầu quay qua quay lại hư dây sên. Nó phá này phá kia rồi bộ lòng máy rồi hoài luôn. Ở cả nhà thì chung vậy đi. Hôm nay là Di ghé đi thăm chị Thủy. Đó, đẹp. Có chỗ ổn định rồi, cũng mừng. Không còn phải sống cái cảnh mà thức đêm thức hôm mà ngồi canh luôn. Với giờ khỏe là có phòng tắm lúc nào cũng được chân, còn bởi phải tắm ăn đêm. Mà như tắm sớm nha mấy cô, để dành tắm 4-5 giờ tắm rồi. Ở cả nhà thì bây giờ Di chia sẻ gì đó, tí nữa Di về Di sẽ để số điện thoại của anh Xuân luôn. Để cho cô chú mà ở gần đây có liên hệ anh Xuân, hoặc là dù có đồ da chai đồ đưa qua Xuân, Xuân chạy qua hốt, Xuân đi bán luôn. Đạo phải tốn tiền, đi đập sắt ngày cũng 30-40 khi không có nữa. Bữa nào có mộ nhiều thì được 40-50 cũng có, đi về ta không. Không phải đập xe, ten luôn.
Đi Di quay xe cô chú xem chiếc xe của đó, Di xe đó, xe à, xe đó, cái xe quay đỏ của Di nè, quay đỏ của Di chứ cô chú cũng thấy nhiều rồi đó nha. Đó này phòng kỳ thị đó, nên hôm nay cập nhật cho cả nhà xem thì có gì thay đổi mới thì Di sẽ liên hệ cả nhà. Còn nếu mà cả nhà muốn cho đồ hay vợ chồng hay là muốn tặng quà hay là bánh kẹo đồ ăn gì đó thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Xuân trên màn hình luôn. Di sẽ để số điện thoại của anh Xuân trên màn hình để cho cô chú dễ gọi. Để rất nhiều cô chú gọi luôn xin số điện thoại nhưng mà mấy bữa đầu em không cho được, tại vì gọi chị cũng đâu được đâu, có tại tục pin ngoài tục pin ngoài đâu chứ không được. Có sạc được không, có sạc được. Còn đây là có điện sạc rồi, cô chú nào có cần thì điện đó, để cái điện đi rồi anh Xuân ra rước vô, tại cái đường đi nó hơi khó cả nhà nên là cái gì cả nhà điện cho Xuân, anh Xuân ra rước thì vậy đi ha. Em đang cập nhật như vậy thôi để cho cô chú biết thì chắc em cũng kết thúc video đây để cho hai chị nghỉ ngơi để coi tình hình sao rồi mai em đi coi xe như thế nào thì có gì em điện cho Xuân sao. Cảm ơn cô chú đồ xem. Rồi cô chú nào có công việc gì đó hay là giờ tới Tết mà có công việc nào làm cho có tiền á thì cô chú gọi cho anh Xuân với số điện thoại Di để trên màn hình. Thì Di cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị cũng như các bạn xem video thật là nhiều, cũng đã hỗ trợ một phần nho nhỏ, có cô chú hỗ trợ những phần lớn, nói chung là mỗi bạn một chút giúp đỡ cho hai vợ chồng có cái căn phòng mơ ước ở nhà. Nói chung là bây giờ nhìn cái này em tưởng tượng cái bên nghĩa địa em cũng ớn bây giờ đi ngang không dám vô nữa, đi ngang nhìn không dám vô. Như một kỷ niệm đi mà kỷ niệm. Giờ vẫn ghé ngày đốt nhang ba bữa có anh Xuân ghé ngày đốt nhang ba bữa sáng trưa chiều. Đó là cứ một cái điều mà mình cũng rất quý. Nãy anh Xuân nói điện Xuân nói tao anh đang ở bên nhà hoàng nè, anh đang đốt nhang thôi em chạy qua đi rồi đi luôn cả nhà. Thì vậy đi, thì em cũng xin kết thúc video tại đây ha, chúc anh chị nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn Di, cảm ơn cô chú. Dạo khỏe chứ nha. Cảm ơn cả nhà, thì Di cũng sẽ kết thúc video tại đây. Cô chú có cần gì thì liên hệ với số điện thoại của anh Xuân trên màn hình, công việc hay là bánh trái lấy số điện thoại luôn nè, có tí em để màn hình luôn à, cả nhà cho cô chú biết. Rồi, điện thoại xịn luôn á, đây điện thoại anh Xuân á. Xịn đấy cả nhà. Thôi xịn ha. Thôi bao tục pin luôn. Bao tục pin lắm. Rồi hẹn chị gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye Thủy nha. Bye bye Di nha.